rồi đánh cho nó hàng ngay cô ta. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục theo chơi game mới được người ta là Bazooka Boy. Mọi người đừng quên like, share, subscribe để làm được cái hình video bi đông mới nhảy cũng dài lát. Bây giờ bắt đầu chơi cho mọi người. Cái trò này rất là canh hướng gió nha mọi người. Mình bắn tới đâu là nó canh hướng đó. Cái ông nội này canh như cái mình nội bắn chết ông này. Mà không chết được hư tổn nhiều nha mọi người. Hư tổn nhiều sẽ không được tính điểm. Xem con mình bắn hay chưa được. Em mình mới thắng được nha. Chỉ cần làm sao giết ông đó mà không làm cho hư tổn nhiều. À ông nội. Ví dụ canh đó mình là bể nguyên tắc đó. Vậy đó. Trong nội con chết hơn mình rồi. Quá trời tiền mọi người. Nhiều đô quá. Bây giờ này, cẩn thận nha. Hư tổn đô. Một lỗ bự luôn. Đó. Nhưng mà mình không có coi video này. Mình phải đi mua súng mọi người. Súng này mình ghét quá. Mình phải mua cái súng. À súng này 200 đô. Không được rồi. 200 đô lận không mua được. 2000 đô. Ờ ha. Đừng. Ôi chết chết. Ôi bậy. Lại phát nữa. Ôi nó né rồi. Lại lần nữa. Đó vậy chứ. Ôi né luôn. Bây giờ tới dòng thứ mấy rồi? Dòng thứ 5 nha mọi người. Đây là dòng cái súng kia mình không có chấm, không có sắt chấm nè. Đây là bây giờ có ba đứa màu cam đang cầm cái súng, cái súng này không bắn được ai hết. Ê! Rồi xong nguyên một lố đất luôn. Oh my god, gọt gọt. Rồi không rồi. Hết vui. Rồi em mình đã thua. Thua cho mày nữa đâu. Mày kia nó vẫn còn đứng cười. Rồi nó chết ai đây đây. Ai cái thằng kia sao đẹp đẹp rồi bị nghiệp quật. Em chết luôn rồi mọi người. Mà không mình phải chơi lại mày này. Quên cái này là lại cái đầu à? Đúng rồi đó. Chết luôn. Một phát, hai phát chết luôn. Nè mọi người, bây giờ mình phải chơi tiếp nha mọi người. Tiếp theo. Ê, mua được cái súng đó. Đồ. Chưa mua được cái súng đó, nhiều lắm. Đầu tiên mình sẽ bắn một phát nữa. À, để mình canh ngay cục đá. Nghe chưa, nghe chưa? Đó, đó, đó. Đùi. Ai bắn cái đá gì vậy? Ai bắn cái cục đá cho nó té bên kia mà hai chắc hai cái lộn hết nhớ. Bắn mẹ. Bên đây nha, đẩy cái viên đạn qua đây làm cho bên đây. Đúng rồi, như vậy mới gọi là thiên tài chứ. Đó, một phát chết hết. Bây giờ cho mọi người. Đây quá. Nhưng mà nó hiện xạ. Đây là cao thủ hiện xạ hàng nhiên. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi tiếp. Ui, cái này hơi căng. Đây là dòng bước 2 của chị mình. Nó quay 180 độ quay hoài hay. Đó. Một đứa. Này đây đây đây. Đó. Đúng hai đầu. Thấy chưa mọi người? Cao thủ hiền nhi. Chuyện sai hiền nhi. Bây giờ mua đủ rồi đó, mua đủ một cây súng. Cây súng vẫn chưa đủ hay nó thấy hồi cây súng màu hồng hay thế. Cây súng màu tím đi. Hồi nữa sẽ bắn bể hết mấy cục đá này, phát chết hết. Mà không được. Thôi nói vậy đi. Đó, hai con cắt rồi. Ừ. Còn thằng Quân máu được chừng nào. Hai căn ngay mũi súng ngay đầu nữa luôn. Nhưng mà súng này mình con cá nữa. Đây là cái áo nhưng mà mình sẽ không coi được. Mình sẽ đi mua cái súng. Mình để coi mình có mua được không. Cái súng này nó thích nè. Đây nhưng mà hơi mắc ha. Mắc hơn mình. Mình sẽ để dành tiền. Á chết trời. Đó bắn mới vô bắn đứa này rồi. Hay bắn xiên hết luôn rồi. 3, 2, 1 xin. Hay ghê chưa. Em phải để dành cho hai. Đúng, hai phải mua được cái súng đó. Hai ơi. Súng. Đó. Trời. Ở đó là trong chúng thằng làm minh bì. Anh nào cũng biết. Vô như nước nè. Sắp mua được cái súng kia rồi. Tiền vô như giấy. Ông nội này cho đứng ngay đó chị cho thua. Đứng ngay bình xăng mới chết. À bình này mình gọi tên bình gì ta? Bình bơm. Không phải là bơm, bình này gọi là bình xăng. Nói chung là ngồi đi cho khách nổ á. Ui. Ông nội cái này hay lắm nè. Đó. Căng nổ 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 nè. Ba phát luôn. Một phát chết luôn. Nói ông này xui quá. Xui quá là xui. Xui ai kêu gặp hiền nhi con tay á. Gặp ai không gặp thì gặp cao thủ hiền xã hiền nhi. Không đủ mà.
ở bên thứ số 6 nha mọi người. Không mua được. Không được, cho ông kia nó chết. Rồi hư thành phố rồi. Chết rồi, hư thành phố rồi. Hư tòa nhà người ta, tao bắt mình lên tiền hết giờ. Đây là mày hư ba nhà. Ôi, mày có cái gì thằng nghĩ vậy. Tiếp theo là tới màn thứ 14. 14 mày giờ là mình sẽ bắn xuyên tường. Cái thằng đầu này nó chết chứ. Xong rồi tới thằng thứ hai, rồi thằng thứ ba luôn. Ôi thằng thứ ba chơi. À, đây đây đây. Rồi vậy sao bắn? Em bắn bể bức tường. Em đấy, em phải bắn xuyên cái này luôn chứ giờ hết cách rồi. Tại vì em làm cái trắng ngang rồi. Thua thiệt. Tao buồn hết ba nhiên. Ba nhiên ba nè. Rồi nè, bắn xuyên luôn. Nó hiểu đâu? Xuyên ngay chỗ này nè, nếu bắn được thì nó sẽ xuyên qua thằng kia và sẽ làm đủ cái này. Đó, em bắn một phát liền là chết hết. Đó, ôi giời. Em nghe hai bắn xuyên qua là chết hết chưa rồi. Súng máu cũng được rồi đó ha. Hai bắn cái gì vậy? Ôi ơi, nghe đây nè. Em nghe đây, mình qua đầu thằng này nè. Đó, à, đây đây đây. Đó, thấy chưa? Bắt chưa? Bắt quá rồi. Ơi, mày sao mua được cái súng rồi? Mình mua không để được. Mình coi cái súng nó bao nhiêu rồi, mất tiêu nó rồi. Súng nó 1.000 mấy hay? 10.000 chứ 1.000 gì? 10.500. Trời đất ơi, 10.000. À, chết rồi. Mất như đầu. Hai cái cành tiếp tục hướng gió. Cái la xị bùa bắn á. Ba chưa ngày, hai chưa ngày nữa đó, phải ngay đây. Oh my god, lộn rồi. Chơi chơi khảm thường hay là canh lại đó, chúng ta phải từ từ nhẹ nhẹ như đó. Hai quên rồi, bắn ngay cái căn cái đầu kia rồi, bắn nhẹ, bắn bên đây nó xước cái đầu mình không đụng được. Bắn ngay đây nè. Bắn cái gì tùm lum vậy? Đó, phi phát nè. Cái này là phê lắm nè. Trời ơi, đừng có ấy nữa này có. À, chết trên thân luôn. Chết trên thân. Cái xác vẫn chưa gớt xuống. Rồi cái xác gớt xuống một thằng. Chưa, mình chưa. Mình đánh nè. Đủ cái súng kia đó, tiền vô lắm rồi. Được cây súng đó rồi. Bây giờ bắn bên này đi. Bắn à, hai con cắp nè, bắn bên này. Ngay đây luôn là chết hết cả đám nè. Có chết hai không ta? Không. Nếu cây này nó hụt xuống có giống như chỗ hai không? Ê, có chân, có chân, hết hồn. Hay quá. Nghe chưa, một phát. Bây giờ mình không thích cây súng này, mình chỉ thích cây súng 1.000 đó thôi. Rồi sao bắn? Rồi sao bắn? Rồi sao bắn đây? Chơi gian hả? À? Tụi này chơi gian hả con? Chơi chơi nấp. Nấp được cao thủ hiền nhi hả? Bắn. Ôi chết. Ủa sao con nhiên vậy? À. Tao mấy con điều đó ha. Tại hồi nãy cái phát hồi nãy nó không trúng mấy người nữa. Bằng hơi. Hay hiểu rồi nè. Cái này hay hiểu rồi nè. Hả? Mình phải bắt buộc phải phá một tòa nhà nha mọi người. Cái tòa này nhỏ lắm, có gì mình đợi hôm sau. Trời ơi, nguyên một lỗ. Hả? Ơ đừng rơi ngay mình. Ok. Mình kêu một đứa này. Ôi chết nữa, lại canh lộn. Hồi nãy giờ hình như canh lộn dưới đất. Chơi đất chơi vô thua luôn. Lộn chứ bờ. Dạ, mình nghĩ nó sẽ ngã như thế này. Phải canh ở dưới. Đông. Nó lại ngã về hướng này, không hiểu lý do tại sao nó lại ngã về hướng này ta. Bắn là chết thằng này. Ủa không được. Không thể nào tin được. Thử đi. Hai phải chơi được cái mình em mới tức. Tức quá. Không thể nào tin được, có nằm ở đó sao bắn. Hay là bắn cho cái này nó gớt xuống mình. Ủa bậy vậy. Bậy nha hai. Nếu mà nó gớt xuống thì cũng không được. Lần này là lần cuối cùng của hai hay không? Chơi được em đưa cho em chơi á. Không, cũng không được ta, là sao giờ nhỉ? Bắn cái gì vậy? Cái gì đó bắn nè. Trúng xác luôn, còn thằng... một phát. Nghe không ta? Thì sao vậy? Canh nữa chứ. Vừa chưa? Vừa rồi. Vậy nãy giờ mình tức. Tức cái thằng này ghê luôn á. Dùng nhiều chưa? Dùng chưa? Dùng hơn chưa? 7.000 mấy rồi, bây giờ cái này nó dễ nè. Một phát chúng ta con mà. 1 2 3 bum. Mày né được không con? Ai con một con nữa. Đứng giữa đời lặt trôi giữa đời nè mày. Mày nè con. Trúng vô cái não ăn thịt luôn. Trốn được gì hiền nhi giết sạch hết.
Em nên bắn dưới này nè. Em bắn dưới này nó kìa, bụp 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 như pháo hoa đẹp lắm mọi người. Sát tươi. Người ta bắn ở dưới đây không bắn thì bắn ở trên đó là sao? Em quên mà cái này nó nắm xuyên không được nè. Rồi hết súng luôn rồi. Ủa lộn hết đạn rồi. Súng gì mà với 3 viên à? Lần này hết chuẩn à. Trời ơi đó. Cái nhát súng này hơi bực nha. Súng này có 3 viên. Không có thể nào tin được hèn gì mấy bạn, nó bày cái quá rồi. Cùi quá. Phải mua súng khác mới được chơi được rồi đó. Bây giờ mình phải mua súng khác không mua là chết hả? Không sao hết, súng nào cũng như nhau hết. Súng này có mấy viên. Rồi. Nếu đúng thì nó sẽ canh súng thằng này. Rồi ok, mé mình một cục đá. Trời lại bắn lên trên. May quá thằng kia chết toàn mũi thôi, không giết được thằng kia là chết. Trời ơi em canh nó hột quá sao? Sao ta? Em chỉ cần bắn bình thường không sao hết. Mọi người cứ canh bình thường như vậy nè. Canh gì hả? Lộn. Canh dưới đất bắn hả? Nếu hên thì sẽ giống hai thằng. Chết đó một thằng. Hello. Chết rồi. Sao không thể nào bắn vô đây được ta, khó vậy? Khó dữ ta. Xem coi, hai đứa này bắn tới có level 20 thôi mà nó khó thế. Khó hơn mình nghĩ. Đúng là đứng chỗ nào nguy hiểm nhất, chỗ đó là nơi an toàn nhất. Mình phải mua súng mới được. Thôi, súng hẳn như nhau chơi mới chỉ khác gì hình dáng à. Mau có thay đạn tiếp đâu. No. Sao mà không thể nào canh ngay cái thùng được nha mọi người. Nó lạ lùng. Rồi. Yeah. Nãy giờ mới thắng xong rồi đây. Yeah. Khó hơn mình nghĩ. Giờ mới nhận được 5S tiền, tiền quá trời. Đi. Cái này dễ ép. Bắn một phát. Đó, hồi nãy em phải đánh thằng này, cái viên đá nó rơi xuống mới đúng. Đúng luôn. Cái phát nữa là cái viên đá rơi. Không được. Em đáng phải bắn ngay cái cột mới đúng. Ờ, hay quá ha. Cái con này đứt ngang rồi, cái viên đá rớt xuống xuống rồi không chết đâu. Này. Này quá. Chết nhiều mày quá. Tao này chết lắm. Nghĩ làm sao mà canh ngay khúc của mình mới chết chứ. Em canh canh là nó ở trên làm chơi này có số. Hay cái kia nó nhìn nó cười đẻo mình kìa. Ở đây nè, em canh nó dưới là ngay chỗ mình á. Ở trên đi đây hay trên nha. Trên nè. Đó. Không phải, ngay đây nè. Bắn buông ra đi. Trời đất ơi. Ôi, sao em buông ra mà chỉnh luôn nằm xuống vậy? Quên, chỉnh hư đâu. Thấy chưa em, một tay thôi, hai tay là nó buông nằm súng đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Bứng một phát thôi là chết hết. Không phải tốn hai phát là tại phát nhất là hình như bị trượt tay. Bắn gì trời ơi. Đâu tính bắn một đó mà nó mạnh quá. Còn một cái gì chứ. Hồi nãy em nên bắn một phát chết hết. Nè. Một, hai, một. Đó, hay chưa, vô được ba. Một phát chưa chết hết hay ba đứa. Rồi. Bây giờ mình tìm đồ đi. Chuẩn bị mua được cái súng rồi mọi người ơi, súng xịn rồi. Nhăn, bớt cái thằng này luôn. Mình muốn cái gì, súng gì đây? Thương lắm không? Nói chung là gần đủ tiền để mua được cái súng đó. Em có canh
ngay cái bông bông. Trời đáng lẽ. Ơ nó đang sợ. Trời ơi. Trời ơi cái con này. Con kia nó đứng. Mình thắc mắc sao con kia nó cầm súng nó không bắn ta. Đúng này súng mình chơi chắc luôn. Ơ nó lại lăn ngay chỗ mình. Cái gì vậy? Sao cái súng nó nhắm mình? Giờ sao? Em nên bắn cái nào ta? Không nên bắn cái này nè. Bây giờ bắn cái này cục đá. Cũng không được. Quay lại làm xuống mình. Hôm nay quá thấy chưa? Ai? Nó sẽ không đăng chúng mình đâu đúng không? Oh no! Ủa, thôi, oh, hết chứ. No. Thì mấy bạn này hay canh đâu. Rồi một phát nữa là nó chết veo rồi. Nè, đẩy cái cục sắt này ra. No. Đó. Nè, tiếp nha mọi người. Rồi, giờ tiếp nè. Mình sắp đủ tiền để mua một cây súng ngầu nhất. Quả đó. Ghê gần rồi, gần rồi mọi người ơi. Gần lắm rồi. Hai thằng này luôn mà tăng một đi. Bắn súng tung hô cho bắn viên kia trên kia chi vậy. Rồi xong hết viên. Tôi nghĩ là em nên bắn cái chục tiếp. Cái chục là nơi chục viên. Không tới cái chục làm sao nó đứng lên đây được. Bắn xuống. Xuống. Sao lại canh lên. Xuống. Xuống nữa. Em tăng. Đúng rồi, ngay đó. Đó, một thằng. Toàn thằng dưới chết luôn mà. Chưa hả? Trời đất. Cái gì vậy? Mà quá chết hết hai thằng. Cái gì vậy? Rồi, xong. Để xem coi còn tiền không. Sắp đủ rồi. Sắp đủ rồi, hai cố lên rồi mua cái súng kia. Một phát thôi. Ba, chơi, hai. Chơi đây 200. Một. Nhiều. Dâu. Đó. Thấy chưa? Cao thủ là mình phải bắn một phát duy nhất. Thấy ớn chưa? Hai lần bắn thôi. Một lần bắn thôi mình sẽ đủ tiền mua cây súng. Còn ở đây không được không tốt. Để bắn ngay đây là ngay chỗ mình à. Bắn đi. Hai phải bắn. Đó. Rồi. Để sao bắn? Ủa sao mình bắn mà mình chết ta? Ai biết đâu. Nguy hiểm quá thôi. Nó có gì gớt như người mình không? Mà nếu mình bắn cứ chục thì nó gớt đầu mình là cái chắc luôn. Nè. Ai. Ủa vậy sao nãy mình chết kỳ cục ta. Chết mà vẫn chưa hiểu. Ai. Ui. Áo. Không rồi phải đổi kế hoạch. Không bắn ở đây nữa. Nhìn mày. Đẩy cái thanh sắt vô cho thằng kia nó văng chết. Ai nữa lại sao cái kỳ vậy. Không được rồi mọi người ơi, không ổn miếng nào. Như đây luôn, được không? Nó lại rơi nè. Ôi may quá nó chưa chết. Ôi lại không được, vậy là tốn 3 phát. Tốn 3 phát rồi. Trời đất. Ghê chưa mọi người. Cuối cùng là mình cũng chết nhưng mà mình đã thắng hai đứa kia. Rồi tiếp. Rồi.
một đứa nữa thôi. Trời đất, còn một đứa mà em bắn còn không được nữa. Đúng rồi. Lại không? Con này. Còn có một đứa tại em tiếc cái gì làm thứ hai quá. Tự nhiên em bắn vô đó chị. Quên. Lại đẩy nó lên được, có đẩy nó xuống, đúng rồi. Hai con nữa. Ê mình chết. Ủa sao kỳ vậy? Mình bị cái kia gớt xuống. Chết tụi mày ngủ. Đúng đó, mình dám sao quá. Nghiêng quá là mình té. Đó, đẩy nó, đẩy nó, đẩy nó. Hú hồn con chuồn. À chết luôn. Xuống dưới nó có gì đâu, làm gì ghê ta. Rồi còn một đứa này thôi. Đẩy nó vô. Rồi thắng. Nó lại cho một lần nữa. Nên nghĩ cái bạn là bắn hai đứa kia trước thì đúng. Đây nó cho mình đi nó súng nè. Rồi giờ xem quay súng ngon rồi. Hơi nhiều đi. Đi. Ok. Lúc. Đó, nó có một cái súng màu hồng bây giờ. Bây giờ nó hơi ngầu nè nha. Thì như sẽ bắn thử. Ê, ôi trời đất. Cái gì vậy? Mới vô sao thua rồi. Em đã bắn súng. Trời ơi, cái thằng gì? Đỏ màu hồng nhìn nó sang thế. Không biết chị nồng súng hình gì luôn ha, không biết hình gì luôn. Thôi sao, không sao. Sao kỳ cục vậy trời. À em biết rồi. Cái này khó xài nha. Khó quá. À, con này, cái ngôi sao này nè. Chơi lại mày này cho mình rồi. Cho mình xem coi. Con này chắc là nó cũng phải nghe con đâu á. Hay nghĩ cái khác là nếu bây giờ mình đứng ở đây là an toàn. Đó, 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 đó. Thấy ghê chưa? Cái súng này cũng được đó, nhưng mà nó hơi ghê. Mình phải bắn là phải đúng chuyện chứ ai đi bắn đâu đó. Nè, nói em. Cái súng này đã thiệt, bắn nó văng lại ngay chỗ cũ. Đó. Thấy ghê chưa mọi người? Bắn nó văng lại ngay chỗ cũ. Súng này đã ghê á. Đã quá trời ha. Anh nghĩ là bắn ngược lại đi. Bắn con người thôi. Ôi đất ơi. Cái gì vậy ta? Này, nó lại văng ngay chỗ cũ. Oh my god. Không. Rồi, xong, 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 xong. Rồi hai chơi đi. Được một cái quần con trai. Không tính đó mọi người. Không tính. Này. Con súng này mai được cái súng độc ác dữ ha. Ơ chết, 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 chết. Chết kìa. Không. Đủ nhiều quá vậy. Ơ chết chết. Ta bị lãng phí quá nhưng mà thôi kệ đi. Đây. Nó sẽ cùng đi đi đời. Ô chết. Ôi cái thứ gì vậy? Cái thứ gì ạ? Ủa chắc 200 chúng mình hay à? Nó qua xuống này nó nhìn nó nảy lại. Bắn gì chỗ này chết cho nó. Ủa sao kỳ cục vậy trời? Rồi hai chết trước. Hai chết trước. Vẫn không hiểu tại sao mình chết à. Nghe chưa ta? Thấy chưa? Quay 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 quay. Rồi thằng kia nó chết rồi. Thằng kia nó đập đầu chết mình. Yeah. Ai kêu đụng tới cái địa bàn của Hiền Nhi cô te vậy? Đụng tới cái địa bàn video này kết thúc rồi, nếu người thấy video này hay cho Hiền Nhi một like, share, subscribe để làm được cho Hiền Nhi video mới nhé. Cùng nhà bác.